Xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục những linh kiện phụ kiện âm thanh chuyên dùng cho các bác đi làm những chương trình và thay thế vào những cái hệ thống âm thanh các bác đang sử dụng và đã có dấu hiệu kém dần theo thời gian. Hôm nay em lại tiếp tục review, giới thiệu lại các bác mã phân tần dùng cho các dòng SRX 715 và 725, và sắp tới là cái mã này nó sẽ áp dụng vào các cái bản full option đầy đủ của các series như là đời A hoặc là đời B của bên em nghiên cứu ra, ví dụ như là A20PS, A15, B15 và các cái dòng loa cũng thuộc dạng là limit, giới hạn đặc biệt, thì nó sẽ sử dụng với những cái hệ thống như thế này. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì cái mạch phân tần như thế này bên em thì cũng không có nhiều để cung cấp, cũng chỉ có tầm vài chục đôi, mỗi lần về thì chục đôi là ít, không thì ít quá thì vài đôi, còn thường thường là chục đôi, hai chục đôi để cung cấp cho toàn thể các bác linh kiện phụ kiện phân tần mẫu SRX 725 và 715. Đây là cái mã của nó nhé, gọi là phân tần 725, mạch công tắc gạt, có hai chế độ chiêu quay đấy, chiêu quay và đánh passive. Các bác đánh passive thì gạt công tắc lên trên là đánh passive, còn gạt công tắc xuống dưới thì là sẽ là đánh PAM, hay còn gọi là chia quay, nhiều các bác gọi là active. Đây là cái mạch này, thì một bộ này em đang bán với mức giá là 1.550.000, trước là có 1.500.000 thôi, nhưng bây giờ nó cộng thêm 50, thì về em bán ra cũng cộng thêm 50, và giá trên là bao gồm phí ship vận chuyển các bác nhé. Mạch linh kiện chất lượng cao, dây toàn dây chất lượng cao hết, các bác về có thể sử dụng vào 725 hay 715 tùy chỉnh, bởi vì dây của nó khá là dài. Các bác sử dụng vào 725 thì là sử dụng là dây dài nhất là dây tép, vừa và ngắn là dây bát. Còn nếu mà sử dụng cho 715 thì các bác bỏ bớt cái dây ngắn nhất đi, chúng ta sẽ cắt đi hoặc là cuốn băng dính bịt vào, đó thì là sử dụng thôi. Đó, rất là đơn giản, dễ dùng và cực kỳ hiệu quả. Mạch này nó có cái chế độ là autocom nhé, có con điện trở đây, trở nhiệt đây, nếu như công suất đầu ra quá lớn và vượt ngưỡng chịu tải của cái mạch này, hoặc là nó gọi là vượt cái ngưỡng chịu tải, gần như là vượt cái điện áp chịu đựng, thì là cái mạch này nó sẽ ngắt một phần công suất, tức là trừ đi tầm 3 đến 4 dB ở trên đường loa tép, để phù hợp với một số dòng loa mà có gọi là khả năng hay bị rụng tép, thì con này nó cũng phải bảo vệ autocom. Công suất giới hạn nó đâu đó tầm 1.000 đến 1.200W, nó bắt đầu là con này nó bắt đầu nó có hiện tượng là sẽ ngắt. Đấy, hiện tượng là ngắt, tức là đây không phải hiện tượng mà đây gọi là gần như tính năng của nó. Còn ngoài ra các bác muốn nó công suất nó trâu bò hơn nữa, tầm 1.500 đến 2.000W, thì chỉ cần thay con LTC này bằng con LTC công suất nó lớn hơn thì nó hiệu quả. Và cái dòng này thì nó có luôn cái mạch chiêu quay, và trên mạch là nhà hãng đã cài sẵn một con tụ là 160/250V 3.3mm. Con tụ này thì nó sẽ có cái nhiệm vụ là các bác hắt cắt chiêu quay thì với một số dòng khác thì là sẽ bắt đi thẳng và tép đi thẳng, nhưng là an toàn nhà hãng đã làm thêm là một con tụ 3.3 để cản cho loa min check. Và về nếu như các bác muốn cắt cái tần số chiêu quay sử dụng vào chiêu quay để áp dụng trên hệ thống nào, các bác mà nghe cái tiếng nời tiếng tép nó chưa được như mong muốn, hoặc là nó cắt nó vẫn kiểu nhiều tép quá, thì các bác đổi con này thành 2.2, hoặc là nghe cái tiếng tép nó chưa được cộng hưởng tốt với tiếng bát, tức là đo đáp tiếng nên nó bị đuối cái đoạn giải trung âm tầm 1 đến 2 ký, thì các bác thay con này bằng con 4.7. đấy, thì em vẫn chia sẻ luôn với toàn thể các bác. Mạch này là mạch đã đạt tiêu chuẩn nhé, bên em bán cái mạch thì cũng sẽ lựa chọn một số cái mạch phân tần mà nó đạt được cái tiêu chuẩn do bên em đề ra, và cũng như là cái tính năng sử dụng nó đa năng, thì mình sẽ sử dụng làm sao nó hay và hài hòa nhất là được. Mạch này thì nó có 4 cái dây lên cái vỉ đuôi này nhé. Đấy. Còn các bác có thể sử dụng thêm một số option đặc biệt nữa, thì thay vì là cái mạch chính hình như này, thì em sẽ bổ sung được cái mạch chính là có thể là mạch khác, và cái vỉ đuôi thì vẫn tương tự như này, chỉ cần nhớ được cái giao diện vỉ đuôi là mình sẽ làm được đa năng. Mạch này có thể là như thế này, hoặc là sẽ là hai mạch chính, một mạch cho min bát và một mạch cho check, để phù hợp với một số dòng loa còn là đặc biệt thì chúng ta sẽ sử dụng hai vỉ mạch
để khai thác tốt về cái phần linh kiện cũng như cái tần số đáp ứng của loa, đo góc trái góc phải trên dưới. Đấy. Con này thì hiện tại là bên nhà hãng thông báo với em là đề xuất góc cắt là 1.8 kHz các bác nhá, 1.8 kHz. Nó cũng không phải là quá là cao. Nó thuộc dạng là phổ thông. Với loa 40 thì 1.8 kHz đấy gọi là vừa phải. Còn một số dòng loa program 40 nó có thể cắt xuống tới là 1.2 kHz các bác nhá. Có thể cắt xuống đến 1.2 kHz. Và 1.2 kHz nó kêu kinh lắm. Kiểu to kinh khủng luôn. Ok, trên đây là video giới thiệu với toàn thể các bác về cái cấu hình phân tần loa. Mã là SRX745 và 725. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Bên em bán được 1.550.000. Đấy, trong một số thời điểm nó lên xuống theo giá thì cũng trừ theo giá. Đây là giá gọi là có thể cộng trừ 50. Ưu tiên là cộng chứ hạn chế trừ. Đấy, được chưa? Ưu tiên là cộng chứ hạn chế trừ. Các bạn nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Linh kiện phụ kiện âm thanh đầy đủ hết, em gần như là không thiếu món gì. Chỉ có mỗi cái là thiếu tiền để nhập những cái sản phẩm hàng xịn chính hãng về để giới thiệu toàn thể các bác. Thì còn các cái hàng gọi là loại 1 của Trung Quốc thì bên em cũng tương đối nhiều. Và sẽ có những cái cụm chất lượng. Sắp tới sẽ về một số dòng linh kiện phụ kiện cụ bát chất lượng nữa, cụ bát hay cụ chép chất lượng nữa để giới thiệu toàn thể các bác. Và giới thiệu đến đây thôi nhé. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.